tỏ tình như cô này rồi. Làm đám cưới như người Thiên Anh do người ta như quen chưa một năm là sao? Thế cô này hôm nay quý vị phải làm chứng hả Thiên Anh nhá? Vừa mới năm bước hôm nay là nói thành thật với em sao của một quỳ xuống là mà cầu hôn với em. Anh cười rồi. Nè, bây giờ một cô trắng một cô hồng anh chọn cô nào nè? Bước ra đây. Lý do vì sao mời cho nên tới hai cô dâu lận tham lam hả? Cũng là ông táo hả? Người ta ngày xưa là một hai ông táo, một bà táo. Còn thời đại 4 chứ không ngày nay một ông táo, hai bà táo. Nó lộn ngược lại hả? Ừ. Dạ không phải đâu, em tính chơi trò bắt cá hai tay mà ai về giờ bị phát hiện rồi. Trời ơi, mới đầu năm đầu tháng rồi muốn người ta cảnh linh tử, người ta còn ngủ một mình trong một đêm. Trời ơi, quý vị ơi, quý vị lại phải làm chứng cho em nè quý vị ơi. Diễn ra thì Nam Cường đã đọc thùng qua chúc với một người khác rồi. Người đó là đồng hoàng đó bơ. Giờ Kim Cường giải quyết đi, anh chịu đâu. Thôi đi, Hải. Vậy nè, lúc nãy á là tính đám cưới cho cô này mà đang cưới nửa chừng cô biến mất tiêu à? Không tính thôi à mọi người ơi. Đúng không mọi người? Tôi chưa thấy nào cả hai tay đầu tư như ca sĩ Nam Cường. Không, nhưng mà hồi nãy là Hà Huy Anh không có giỡn rồi, còn anh có giỡn này đúng không? Giống chính là vật chất thôi. Ai có ai em đâu? Em nó mất một cái gì là ông xã em bắt đền nha. Trời ơi, tính là khép khép lại. Sao mà ông xã ông gì ở đây trời ơi. Hai người đẹp thì có nhẫn, nếu có ai có giấy đăng ký kết hôn mình. Nhưng mà Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh ơi, em có thấy là có một cái sự thật mà phủ phàng nhất, đó chính là bộ đồ của Hoàng Rapper với anh nó vô hơn. Đúng. Thôi bây giờ để đền bù lại tinh thần cho phụ nữ, chúng ta nên tặng quà. Đúng để rồi. Định mấy cổ một tí. Đúng nào rồi. Quà đâu? Đây. Hai con hoa từ thấm thay cho lời cảm ơn của ca sĩ Nam Cường dành cho ca sĩ Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Hà Thiên Anh đã nhận lời đến đây và tham gia vào đêm tại tiệc âm nhạc Tết đến rồi. Một tràng tay dành cho Hà Thiên Anh và Trương Quỳnh Anh quý vị ạ. Thật sự á, cái tiết mục vừa rồi một vào cái liên khúc liên tục với sự xuất hiện của hai người đẹp chúng tôi trong hai tà áo cô dâu, đây chính là lời chúc đặc biệt mà Nam Cường muốn dành tặng cho tất cả các người đẹp đâu có mặt tại đây đêm nay. Ai đã từng hoặc đang hoặc sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, ai cũng sẽ tỏa sáng trong đêm rất là ý nghĩa đó, được trở thành một cô dâu thật xinh đẹp. Và đây chính là điều mà chúng tôi rất trân quý về những người phụ nữ. Dành một tràng tay dành cho Nam Cường ạ. Quý vị ơi, lúc nãy thì có hai bài hát là về kết hôn, cho nên là tôi biết chắc là ở dưới đây sẽ có những khán giả ra duyên sẽ cưới em đúng không ạ? Chắc chắn luôn, bởi vì là mùa xuân là mùa cây trái rồi mọi thứ là nó nảy lọc đơm chồi, mang lại rất là nhiều điều may mắn, cho nên mọi người thường có lựa chọn mùa xuân để mà cưới nhau. Chính vì vậy mà thời điểm này tôi muốn đưa ra hai bài hát này là hy vọng rằng không có gì to tát á, không phải là mời quý vị mời người đi hát đám cưới mà là mong là hai cái bài hát này sẽ được vang lên trong đám cưới của quý vị, hoặc là trong cái buổi mà chúng ta muốn cầu hôn ai đó, phải không ạ? Bài đầu tiên hát với Hà Thúy Anh là bài hát mang tên là Thành Thân. Cái tên nghe nó hơi lạ, phải không ạ? Ít khi mọi người xài cái từ thành thân nhưng mà nghe rất là dễ thương. Bài thứ hai hát với Trương Quỳnh Anh là một cái bản phối mới hoàn toàn rất là dễ thương mà trước đây mình đã từng hát bài hát này trong đám cưới của mình. Đó là bài Lấy Anh Đi. Và hai bài hát này đều của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Cảm ơn Huỳnh Quốc Huy rất là nhiều đã dành hai bài hát này cho Nam Cường và hy vọng quý vị sẽ ủng hộ hai bài hát này cùng với Nam Cường, Hà Thúy Anh và Trương Quỳnh Anh được không ạ? Thì em còn muốn tặng khán giả một cái gì đó nữa không? Thì cho các em được hát thêm bài nữa nha mọi người ơi. Được không mọi người? Sẵn sàng không? Thế theo cái mong muốn. Cảm ơn Hà Thúy Anh. Thì sau cái đêm vô đây để đồng phòng rồi, đồng phòng trước đi rồi lát chúng ta làm sau.